Thủ thuật thuyết phục số 5 đó chính là đông Đông là gì? Là số đông Một người nói không tin Hai người nói thì có thể tin Ba người nói thì phải tin Và có một bà già đang ngồi ăn trầu ở trong nhà Một người chạy ngang qua và nói rằng Bà ơi! Trời ơi! Con có bà giết người kìa nó đây Giết người ngay tụi ngõ tôi bị bắt rồi kìa Sao bà con ngồi đây bà ăn trầu? Thế là bà biểu môi và nói Làm gì có chuyện đó con tôi là hiền lành con tôi là đàng hoàng tôi dạy kỹ lưỡng làm gì có chuyện giết người nói bậy nói bà rồi sau đó bà ngồi bà nhai trầu trong lòng bà hơi bất an người thứ hai chạy ngang qua và nói trời đất ơi con của bà kìa con bà giết người ngay đầu ngõ nó bị bắt rồi kìa bà con ngồi ở đây nói bậy không hà con tôi là người đàng hoàng làm gì giết người bà ngưng nhai trầu bà cảm thấy hoang mang tột độ đến người thứ ba chạy ngang qua trời đất ơi con có bà giết người kia nó ngay đầu ngõ kìa nó bị bắt còng đầu rồi kìa Bà con ngồi đây lập tức bà bung cây trầu và bà chạy ra đầu ngõ mặc dù cậu con trai của bà chả hề giết người vậy chúng ta thấy một người nói có thể không tin hai người nói thì chúng ta bắt đầu tin ba người nói thì chúng ta phải tin vì vậy cho nên chúng ta thuyết phục phục bằng số đông vậy để thuyết phục một người khó khăn thì các bạn hãy sử dụng hai ba người khác nhau thuyết phục dần dần thuyết phục dần dần một người nói, hai người nói, ba người nói Và cái gì mà đã được kiểm chứng từ số đông Thì cái đó sẽ là cái được người ta gần như mặc nhiên tin tưởng Ví dụ như bữa tôi đứng ngay cửa thang máy Tôi thấy phía trước của tôi là có khoảng nhóm khoảng 7 người đang đứng chờ thang máy Thế là tôi bước vô trong đó tôi đứng tôi đợi Đợi khoảng chừng 15 giây thấy thang máy nó chưa có xuống Trong nguyên cái nhóm 7 người đó lặng lẽ là dần dần họ đi lên cầu thang và họ đi thang bộ Họ không chờ thang máy nữa thì lúc đó tôi làm gì tôi cũng đi theo thang bộ tại sao vậy vì tôi có thể là tôi nghĩ rằng a à, chắc có lẽ là họ đã đứng ở đây lâu lắm rồi và họ đã biết cái thang máy này chắc là có vấn đề hay trục trặc gì đó cho nên là toàn bộ họ đã bỏ đi chỗ khác họ đã bỏ họ đi bằng cái, cái thang bộ vì thế cho nên bây giờ tôi đứng đây thì có nghĩa là tôi ngu ngốc quá vì thế cho nên là tôi sẽ tin những cái người mà họ đã kiểm chứng bằng số đông hoặc ví dụ như là tôi vẫn nhớ là một trường hợp người bạn của tôi lên trên internet, bạn của tôi thì rất là kỹ vì mặt gọi là mua những cái mỹ phẩm online và không có mua những mỹ phẩm online trôi nổi trên mạng mà chủ yếu mua những cái mỹ phẩm mà có danh hiệu tí xíu đắt tiền tí xíu cửa hàng to tí xíu thì trên mạng online bạn ấy thấy có một cái loại kem mà trị mụn mà nó là giúp cho mụn từ bên trong nó sâu cỡ nào nó cũng phải bung ra ngoài và làm cái da rất là mịn và sáng tên là SML đi ha viết tắt làm vậy thì cái tên của nó có ý nghĩa nhưng mà viết tắt là SML đi thì như vậy cái bạn này thấy à, ai cũng xài kem SML nhìn qua đây Facebook thấy thằng bạn xài kem SML qua bên kia thấy nhỏ bạn xài kem SML rồi đi một hồi dạo, dạo dạo Facebook cũng thấy có một cái người một hot boy cũng xài kem SML rồi thấy người kia cũng xài kem SML tức là cái việc sử dụng nó 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 hiện lên mắt của bạn ấy một cách rất là thường xuyên nhiều người hồi đã xài rồi thế cho nên bạn này cũng cảm thấy ô đã nhiều người kiểm chứng rồi nhiều người xài nhiều người khen rồi vậy chắc chắn nó phải tốt Vậy bạn ấy đã quyết định mua hai sản phẩm của cái nhãn hàng đó và hai sản phẩm là giá là 3 triệu mấy Mặc dù bình thường là bạn ấy chỉ mua ở trong cửa hàng mà thôi Tại sao bạn ấy lại mua? Bởi vì đã được số đông kiểm chứng Cho nên không biết là cái công việc bán hàng của bạn có được số đông kiểm chứng hay chưa Hoặc bạn có số liệu gì cho thấy rằng số đông đã kiểm chứng nó Hoặc tôi vào trong một cái website Và tôi thấy có một cái website tôi định sửa nhà Thì trong website đó nó chỉ đăng cái hình là gì Nó không nói là nó sửa nhà hay ho ra sao Nó không nói vậy nó chỉ nói là gì? À, ngày tháng năm đang sửa nhà cho biệt thự A Ngày tháng năm đang xây căn nhà ở tại Phú Nhuận Ngày tháng năm đang xây căn nhà ở tại quận 7 Ngày tháng năm là đang sửa nhà ở tại quận 9 Ngày tháng năm là xây thêm hai tầng của cho cái căn biệt thự ở quận 12 Ngày tháng năm là đang sửa nhà tại ABC Ngày tháng năm là toàn danh sách tất cả những cái khách hàng Những cái nơi mà người ta đang dùng cái dịch vụ của cái website này Của cái công ty này và khi vô website tôi thấy có rất nhiều khách hàng, nhiều người đã xài như thế Nhiều người đã sửa nhà, nhiều người đã xây như thế Chắc chắn là cái chỗ này tốt Và nhiều người đã xài qua rồi Thế cho nên tôi bắt đầu tôi tin tưởng và tôi gọi điện thoại để nhờ sửa nhà Vậy đó chính là thuyết phục bằng số đồng